Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group thợ sửa ô tô. Trong group có rất nhiều anh em thợ có kinh nghiệm lâu năm. Nếu các bạn có những câu hỏi gì muốn đưa ra thì cứ đưa lên group, các anh em thợ có thể tư vấn cho các bạn. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm là sửa xe ô tô. Tôi đã gặp một con xe đời chạy thước điện, nhưng mà để mà nói nhé, gần như là những con nào chạy thước điện, tức là mình gọi là thước điện nhưng mà nó gọi là trợ lực điện ở trên vô lăng, chứ còn nó thước của nó là thước cơ đấy, nếu mà nói đúng nó là như vậy, đúng nghĩa. Từ dòng Kia Morning hoặc là dòng Vios, Atip, rồi là những cái dòng đời cao bây giờ ấy, là đa số là nó sẽ người ta sẽ dùng chạy bằng trợ lực điện. Đấy. Cái con này của tôi nó bị một cái bệnh như này thì đúng ra là nếu như trường hợp mà những người mới làm ấy thì ai cũng có thể bị gặp cái trường hợp này. Là trường hợp khi đi vào sóc là nó bị kêu, hoặc là không vào sóc cứ lăn bánh là nó kêu. Đấy. Nhưng mà các bạn có tin rằng là cái trường hợp này là rất là nhiều người là đã là phải làm là đã phải thay, gần như phần đầu có gì là thay hết, tôi cũng đã gặp. Thì hôm nay tôi chia sẻ cái video này để cho anh em ví dụ như mà có gặp cái ban bệnh này thì mình cái hướng giải quyết cho nó nhanh nhất. Thì đầu tiên vào cái xe này thì thực ra nó cũng là xe Kia Morning thôi, đời 2010, con này đã chạy thước lái, mình gọi là thước điện đấy, nhưng mà thực ra là tôi đã nói ở đoạn đầu ấy. Bên dưới là thước cơ. Thì cái bệnh là khi đầu tiên vào thì là khách có tả rằng là đi vào sóc nó kêu. Thì đúng, lúc ấy mình có đi thử thì có nghe tiếng kêu thật. Đấy, nó kêu, tiếng kêu rất khó chịu. Thì về thì có phán là đầu tiên là phán là bị rút tuy cân bằng. Đấy, thay cao su úp cân bằng. Thay vào vẫn không hết. Đấy, sau đó là lại phán giảm sóc. Thay giảm sóc, đấy là đằng trước ấy nhá. Sau khi thay giảm sóc xong rồi thay cả bát bèo, thì nghi là cái bát bèo nó bị cái cao su ấy, cao su nó bị mòn quá, nó bị tịt xuống thì nó tì vào cái phần cốt ấy, đâm nó kêu, thì thay luôn cả bát bèo. Thay bát bèo xong cũng lại đi thử không hết, xong thay rút pin lái đấy. Bởi vì cái tiếng kêu của nó là dần dần nó cứ, thì đầu tiên thực ra là nó vào nó kêu to đúng không, mà cái riêng cái này bị nhiều khi mình kích lên xong mình hạ xuống thì đi nó lại hết. Nhưng mà cũng có lúc ấy nó bị theo kiểu như này, mình không vào sóc mà tự dưng nó lại cộc cộc cái nó lại hết. Thế có thể là mình đi hàng mấy trăm mét ấy, hoặc đi hàng cây ấy, thì bắt đầu nó lại kêu đấy, cái tiếng kêu đấy mà khó chịu. Thì thực ra là con này thì mình cũng nghi nó là cái thương lái, thì cũng có tháo ra đi đóng bạc. Loại thước này đóng bạc nó không như là những cái dòng thước cơ đời cũ, bởi vì thước cơ đời cũ thì mình làm sao mình đóng bạc ấy, là mình phải để làm cho nó trơn tru thì mình có thể mình lái, mình quay đầu tiến lùi lăn bánh thì nó có thể lái nó nhẹ. Nhưng mà riêng cái loại thước trợ lực điện này mình đóng bạc thì nó phải rít hơi rít chà chà thôi, nhưng mà không được chà quá. Đại loại là nó không được căng quá mà cũng không được kiểu trơn quá. Nếu trơn quá là đi có thể nó vẫn cứ bị một cái độ dơ của nó, nên là nó có một tiếng kêu. Mà cái tiếng kêu công nhận là nó khó chịu. Thế thực ra là cái này là gần như là vào làm gần như thay hết phần đầu mà nó không hết. Thế cuối cùng là vẫn nghi nó cái thước, thì bắt đầu mới tháo cái thước ra. Đấy, xong bắt đầu đóng cái bạc, nhưng mà đóng nó hơi dít chặt. Mình đóng xong rồi nó bắt đầu lại lắp lên đi thử. Đấy, đi thử nó mới hết được cái tiếng đấy. Mà nhiều lúc nó bị những cái bệnh mà nó đơn giản, có thể là mình không nghĩ ra, thì đâm ra là cái xử lý công việc ấy là nó mất rất là nhiều thời gian. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cái cách mình có thể là phán đoán những cái trường hợp nó đơn giản mà lại có hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về
ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group Thợ Sửa Ô Tô, link tôi đây ở phần mô tả.